Chào tất cả các bạn, lại một mùa trung thu nữa đã đến rồi. Và trong cái ký ức của mình á, trung thu ngày xưa á, là mình nhớ là nghĩ là sẽ được tặng quà, tặng bánh kẹo nè, rồi sẽ được phát những cái lồng đèn thật là đẹp. Rồi khi mà thấy múa lân á, thì rất là thích. Nhưng mà đó chỉ là nghĩ, đó chỉ là nhớ thôi, nhưng mà đâu có đâu. Ngày xưa ở quê thì làm gì có ai mà tặng quà, bánh kẹo hay là tặng cho mình những cái lồng đèn mà mình yêu thích. Hiểu được cái điều đó, khi mà lớn lên thì mình tham gia cái nhóm cầu vồng cùng với chị Lai. Thì năm nay cũng như mọi năm sẽ tổ chức cái trung thu cho các em, các bé ở vùng cao. Và đã chuẩn bị từ mấy tháng nay rồi. Và bây giờ thì cái chương trình mới bắt đầu. Lúc nãy giờ mọi người là di chuyển đồ đạc, tất cả mọi thứ, quà, rồi bánh kẹo, lồng đèn, tập sách, đồ để mà di chuyển lên xe. Ngày mai chúng ta làm chương trình ở vùng cao tỉnh Lâm Đồng cho các bé. Và chuyên suốt cái hành trình này mình sẽ quay lại và up lên trên kênh YouTube Ô Ngon Thật. Mời các bạn đón xem cái hành trình về với các bé ở tỉnh Lâm Đồng trong dịp trung thu năm 2022 nha. Đoàn xuất phát lúc 21:30 tối hôm qua. Thì sáng ngày hôm nay mình đã đến Lâm Hà 5 giờ sáng. Thì hiện tại là sương mù rất là dày đặc đó. Các bạn qua ống kính các bạn có thấy không? Sương mù rất là dày đặc luôn, rất là mù. Và đoàn của chúng mình á, dừng lại nhà của một hộ dân trong cái chương trình để mà cho các cái thành viên họ đánh răng, rửa mặt cũng như là uống cà phê này kia cho tỉnh táo. Hiện tại thì còn cách điểm tập kết khoảng 30 phút đi xe nữa. Tiếp tục cái hành trình đi về điểm tập kết thì chúng ta đang đi trên cái tuyến đường quốc lộ 27 từ trung tâm của huyện Lâm Hà đi về xã Đạ Rờ Soi, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng á, thì đâu đó tầm khoảng 70 km. Đây là cái tuyến quốc lộ mà dẫn về thành phố Buôn Mê Thuột của Đắk Lắk, đi qua cái địa hình đồi núi và địa hình cao nên là sẽ có rất là nhiều sương mù nếu chúng ta đi vào sáng sớm hoặc là đi vào mùa đông. Chính vì cái đoạn đường này dẫn qua cái địa hình như thế nên là sẽ có những cái đoạn đường đèo khá là đẹp, những cái đoạn đường đèo quanh co mà nếu bạn nào yêu thích phượt đi xe máy thì chúng ta sẽ được ngắm cảnh cái cung đường này, có những cái đoạn rừng thông khá là đẹp mắt luôn. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình thấy giáp ranh giữa hai tỉnh thì đoạn đường chưa có được sửa chữa nên còn khá là xấu. 6:30 sáng. 6:36. Hiện tại thì đoàn đã đến được cái khu vực Đạ Rờ Soi. Khu vực này trồng rất là nhiều trái cây cho nên đoàn rất là mừng. Tính không mừng luôn á. Đạ Rờ Soi. Tiết kế là anh, tiết kế. Trái cà phê. Thôi chứ chúng mình sắp tới đích rồi. Đoạn đường này cũng hơi khó đi một tí, cũng bằng nghèo. Đây là cái đoạn đèo mà từ Buôn Ma Thuột đi về Lâm Hà, quốc lộ 27. Sáng ngày hôm nay trời khá là lạnh và nhiều sương. Hôm nay là đẹp và rất là đẹp. Năm 2019 mình đi IA Hà Lớp á chị ha, là mưa, mùa này lên mưa. Từ cái trung tâm xã Đạ Rờ Soi để mà đi vào cái phong trường mà tụi mình làm chương trình á thì đâu đó khoảng từ 10 đến 15 km. Và
Thật là may mắn, bây giờ nhà nước đã làm cái con đường bê tông để mà vào gần tới cái phân trường rồi. Chứ còn cách đây 2 đến 3 năm, nghe những cái chị mà ở đây họ kể lại thì ngày xưa đường rất là sình và lầy lội. Cái việc mà di chuyển của bà con khi mà ra ngoài trung tâm cũng như là đi vào đây là hầu như rất là khó khăn, không có di chuyển được. Chỉ có những cái xe máy cày hoặc là những cái xe mà chuyên dụng của bà con đi rẫy đi nương thì mới chạy được thôi. Chứ còn những cái xe máy bình thường hay là những cái xe ô tô thì vào trong này nó sẽ bị lún ngay. Nên là những cái em bé, những cái cháu mà đi học đến trường thì rất là khó khăn. Một là sẽ loại bộ, loại sình, hai là đi máy cày. Còn giáo viên khi mà họ dạy học ở trong cái phân trường này thì thường họ sẽ ở lại đây và đến cuối tuần như thế họ mới về nhà đem gạo, đem thức ăn vào trong này dạy học cho các bé rồi cuối tuần mới đi về. Ngày nay khi mà đi vào đây mình thấy ở đây đã có đường, đã có điện, đã có trường học và nhà nước đã xây cái trạm xá để mà hỗ trợ cho bà con đồng bào trong này. Vì đa phần ở trong đây là bà con đồng bào sinh sống, họ sinh sống rất là sâu, rất là xa trung tâm, trên những cái ngọn đồi, những cái ngọn núi và ở những cái bờ suối. Họ làm nương rẫy kèm với người Kinh, họ vào đây họ trồng cà phê này, rồi trồng tiêu này, phát triển cái kinh tế ở trong vùng. Nhưng mà phải nói thật sự đây là một trong những cái vùng mà phải nói là khó khăn, nên là đoàn và chương trình mới làm ở đây để mà tổ chức cái trung thu cho các bé. Việc mà xa trung tâm cũng như là đường xá đi lại hiểm trở nó cũng một phần nào không thể nào mà cái kinh tế của vùng nó phát triển cũng như là cái cuộc sống, đời sống của bà con cũng như là những cái học sinh ở đây được nâng cao được. Nên là kèm theo đó thì đời sống ở đây bà con rất là khó khăn. Cái việc mà đi lại này, rồi sinh hoạt hàng ngày. Khi mà vào đây mặc dù điện đã có rồi nhưng mà mình thấy có những hộ dân họ sống xa cái điểm phân trường này nữa. Nên là có những nhà họ không có dùng điện, hầu như là không có dùng điện, hoàn toàn sống rất là bình thường, sử dụng bếp củi bình thường, rồi nước sinh hoạt họ cũng lấy từ suối vào. Và nói chung là đường vào đây thì rất là khó khăn, xe ô tô phải dừng lại ở một đoạn cách điểm phân trường 2 km. Còn cách điểm tập kết khoảng 2 km nữa thì đường ở trong này rất là khó đi và không có làm bê tông. Đây. À, nhưng mà trong này khá là đẹp. Hôm nay nhiều sương. Còn xe thì ở phía sau kia. Đó, xe của đoàn ở phía sau đây. Và nghe một cái hộ dân họ nói là đường rất là sình lầy, cho nên là tài xế cũng rất là quan ngại mọi người xuống đi bộ để mà thăm dò thử như thế nào. Con này nó dễ thương về ghê các bạn ơi, con này sóc, này sóc con chưa mở mắt nha. Không biết quay nó to bao nhiêu cấp đôi này nữa mà. Trời ơi, nó to, nó hay ở sóc trên. Sóc con chưa có mở mắt này, lọ này về cho uống sữa là nó lớn lên luôn rồi nè. Lọ này cho uống sữa là lớn lên nè. Cưng lắm luôn. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy luôn các mọi người. Chưa có mở mắt. Cái này là chưa có mở mắt đúng không anh? Đúng rồi, chưa mở mắt về cho uống sữa này kia là lớn là nó khôn lắm. Sóc. Em mượn coi với. Có nuôi không anh? Chưa có mở mắt, chưa có mở mắt luôn. Không nuôi hả? Ừ. Đúng vậy. Ừ. Tạo ở phía dạy em bị chạy. Tạo. Mới đếm, mới đếm. Đây cái sao, đây cái sao. Từ đâu, từ đây. Tại vì cái sao mà họ đi lên ngay chút trước là nó đi đâu á. Hiện tại thì cái khúc này bị dính sinh lầy. Đó, trong kia là đường rất là sình lầy nha. Xe 45 chỗ mình vào không có được. Nên là bây giờ là toàn bộ các tình nguyện viên sẽ xuống đây. Rồi mình nhờ dân địa phương họ đi máy cày vào, đi máy cày ra đây để mà chở hàng hóa. Thì mọi người sẽ có một buổi ăn sáng cực kỳ đặc biệt ngay tại đây luôn. Đấy. Không có dễ gì mà có được cái buổi ăn sáng đặc biệt như thế này đâu. Phải vượt hơn 300 km mới ăn sáng được chỗ này đó. Thằng 50 cũng vậy. Hai chị em mình em tháo làm sao mà bây giờ công sức của dịch ngay. Thôi, có gì nào cho nhau.
đấy, sao đấy. Đó, đó, bỏ mì trên đó đấy, luôn, đấy, để trên đó luôn. Đây, giữ vô nào, nè. Và bây giờ chúng ta nhất thống là cái xe này sẽ lui lại. Chiếc xe này sẽ che lại khúc ngoài kia mới có cái chỗ quay đầu xe. Hiện tại khúc này ve cũng không có được nè, khúc này ve cũng không được nè. Gầy cẳng quá, gầy cẳng quá. À, cho nên là cái phim có sự thay đổi ha. Chúng ta đứng ở đây một hồi đi. Kịch bản thay đổi một tí nha mọi người. Ừ. Thay đổi địa điểm ăn. Đoàn của mình tập trung ăn sáng rồi chuẩn bị sức để mà chúng ta còn khiêng đồ nữa nha. Em ơi xuống đó mày lượm em lại thôi. Ai cái con lên chưa con nha. Kỳ vậy. Trời ơi thiệt chứ. Nhắc lại chứ vào ống kính rồi đó. Trong đoàn thì ban tổ chức đã chuẩn bị như là bánh mì nè, rồi các loại chả nem nè, dưa leo nè, đấy, rồi rất là nhiều những cái đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn đây. Hôm nay thì các bạn thấy không? Khu vực này mây khá là nhiều, mây sương. Đường thì hơi khá là xấu tại vì còn cách điểm tập kết tầm khoảng 2 km nữa thôi. Xe ra tới đây luôn hả chị? Xe cày ra đấy nữa. Phải nói đây là cái bữa ăn sáng cực kỳ đặc biệt luôn. Đấy. Tất cả đoàn dừng lại và bày đồ ăn sáng ra luôn. Một cái không gian khá là tuyệt vời, xung quanh là núi rừng, những cái đồi cỏ, mây che bao phủ. Hôm nay trời nắng khá là đẹp luôn. Bà đeo lên với bà sụng nó dài luôn. Từ mấy trăm cây số rồi có 100 lấy 5 nghìn. Không quá hả? Ăn xong có tráng miệng nữa, có dưa hấu nữa. Còn nếu mà ai muốn uống cà phê đen hay cà phê sữa gì này kia, bên đây cũng có cà phê luôn. Cà phê đây bao la bát khác, muốn cà phê loại gì có loại đó. Trời tấm này là lúc có lúc không ác ôn ghê luôn chứ. Đúng đây không, cơ mặt đó. Lúc đó lúc nãy mình còn giấu mấy trái nữa, lên lấy chúng luôn đi chung. Chung. Còn trái đâu hả? Vậy là mọi người ở trên xe ăn hết rồi. Không, có 3 trái. 3 trái đâu hả? 3 trái chỗ đó. Cái cây đó có 3 trái chính là lấy hết. Em cứ tách tự nhiên đi nha. Nó rớt kìa. Còn sống. Cười đi bà. 1 2 3 giành đi, 1 2 3 giành vô giành đi. Xong. Vô giành. Đó. Cái chuyện giao quá. Giờ còn gì nữa đâu mà tép. Rớt. Anh chưa thấy bữa ăn. Cái gì vậy, cái gì vậy? Thù riêng từ 5 giờ sáng. Xong rồi anh quay em cơm. Quay xúc miệng luôn mà. Đến giờ này vẫn chưa ăn mọi người. Sao con? Cảm giác như thế nào con? Ngon à? Trời ơi. Quá ngon. Cái đồ giấm cơm. Chúng ta phải giấm cơm được 3 năm. Cái này là đặc sản của chuyến đi luôn á. Chuyến nào cũng sẽ có chả bò như vậy ơi. Không, chỉ có mạng Việt theo. Đúng rồi. Mạng Việt theo. Mình lên đây là giống trưởng. Hình như ở đây là Viettel mạnh hả chị ha? Viettel mạnh. Thì, thường thì Viettel nó hay đi. Dạ, Viettel hay đi về những cái vùng vùng quê á, vùng quê. Là cái này thực ra cũng xa trung tâm.
Ở trong này là một thôn thôi hả chị? Cái này gọi là thôn của dân Bắc vào đó. Ừ, một thôn. Xã là xã Đạ Rò Soi. Là thôn gì chị? Gọi là Đạ Mờ Bô. Ôi, em Đạ Mờ Bô hả? Xã Đạ Mờ Bô. Còn Đạ Mờ Bô, con xã là thực ra nếu mà về mặt địa lý á, dạ, của thuộc xã đến Sa Rôn quản lý. À. Nhưng mà về mặt học sinh á thì lại của xã Đà San. À. Ủa, Đạ Rờ San chứ không phải là Đạ Rờ Sa. À, Đạ Rờ San để kêu. Em đọc cực kỳ cho em đọc là một thôi nữa. Con huyền là huyền Nam Rông. Dạ, huyền thì dễ đọc rồi, huyền dễ đọc rồi. Tự nhiên lên từ ủa chúng ta phải nhờ cái sự hỗ trợ của chiếc máy cày này nè. Điều máy cày thì nó hơi khó chia cho nên chia hồi nãy giờ từ tít đằng kia, còn bây giờ nó mới đến đây. Thì bây giờ mọi người trong đoàn sẽ di chuyển từ đồ từ trên xe xuống để mà để đây. Rồi sau đó là một lát nữa mình sẽ bỏ lên xe máy cày này để chở vào bên trong. Thì còn cách bên trong tầm khoảng 2 km nữa. Đó, bây giờ mọi người tập trung khiêng đồ lên hết này. Đó, bỏ đồ lên trên đây. Cho cái thùng xốp này nó lên đi. À, rất là vui, rất là nhộn nhịp. Thì tạo thành một cái dây chuyền như thế này nè để mọi người chuyển đồ ha. Rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Đi làm rể đấy. Anh Tùng. Chào cô chú nha. Đây là toàn cảnh mọi người đang xếp đồ từ ở dưới xe khách lên máy cày. Rớt cứ ngủ. Đem máu lạnh lên thấy có lạnh gì đâu. Tụi nó lạnh đấy em. Trời nó đưa cái cây. Mà chút chụp cây luôn. Về mẹ cho tập gym luôn. Về cho tập gym luôn. Cố lên mọi người ơi. Cố lên. Đây là cảnh bạn Tùng. Bạn trong kia là bạn Tùng nè. Cực kỳ song sáo nhiệt tình luôn. Bạn Cương nha. Người chuyển gạo rồi những cái hàng hóa để mình lên xe. Đấy, đây xe một bạch rồi đó. Đây một xe rồi, xe thứ hai luôn anh, xe thứ hai chở người chứ. Rồi chuyến đầu tiên của máy cày đã xuất phát rồi. Mỗi chuyến đi thì được gặp rất là nhiều những người bạn. Họ đến từ những tỉnh thành, làm những cái lĩnh vực khác nhau, nhưng mà đều có chung là chúng ta muốn đóng góp một phần gì đó cho đất nước và quê hương của mình. Đây là anh Nguyên. Ở trong này bà con không ăn được kia. Bà nhìn tí con. Đường vào với bà con tuy rằng khó đi vất vả nhưng mà không vì thế mà ngăn được những bước chân tuổi trẻ của tụi tôi. Và khó khăn tới đâu thì mình gỡ tới đó. Phải nói thật sự mà nói thì khu vực này rất là xa trung tâm mọi người.
Ở đây là toàn bộ đồi núi, đường cực kỳ khó đi và khó di chuyển. Hy vọng là vài năm tới nhà nước họ sẽ mở đường bê tông tráng nhựa vào trong này để bà con đi lại thuận tiện, cũng như là các bé, các cháu đi học được dễ dàng hơn. Đây là mọi người, những đoạn đường rất là khó đi. Nè, các bạn thấy không? Đường cực kỳ khó đi luôn. Mấy cây này, phải lê từng bước một á. Đường vào với buôn làng với bà con phải qua nhiều cái công đoạn. Để mà đi theo cái men này. Qua được đoạn khó khăn này thì rất là khỏe rồi. Hiện nay thì ở cái khu vực này á, bọn trẻ đến rất là đông. Rất là đông luôn. Đây, qua ống kính này, tụi con nhìn vô ống kính này tụi con ơi. Đó, rất là đông. Rất là đông luôn. Và ở đây đã có một cái bảng rồi. Trung thu ấm áp 2022, thiện nguyện cầu vồng lần thứ 6. Bây giờ cũng trưa rồi cho nên là tranh thủ chơi cho xong rồi để mấy bé còn về nghỉ trưa nữa. Bây giờ là 11 giờ trưa thì đoàn của tụi mình đã đến được cái điểm tập kết. Đây là cái phân trường của xã, và vì cái nguyên nhân là từ cái điểm tập kết thì đi ra ngoài trung tâm thì khá là xa, mà xe 45 chỗ thì không có vào được. Thì lúc sáng giờ các bạn xem những cái clip thấy thì đoàn của tụi mình phải để đồ đạc xuống ở cách cái điểm tập kết này tầm khoảng 2 km và ăn sáng ở ngoài đó. Sau đó mới nhờ những cái xe máy cày chở hai lượt, rồi xe bị lún này kia, mất rất là nhiều cái thời gian. Mãi 11 giờ trưa bây giờ mới vào được ở trong này. Và đoàn các bạn tình nguyện viên cũng như là các thanh niên ở đây cũng đã hỗ trợ căng xong cái tấm băng rôn có cái dòng chữ là Trung thu ấm áp 2022 thiện nguyện cầu vồng, để mà tổ chức cho các bé vào tối ngày hôm nay. Và bây giờ cũng trưa rồi cho nên là nhóm sẽ tranh thủ chơi trò chơi để mà phát quà cho các bé. Thì các bạn thấy không, kia là cái xe bục máy cày, cái xe máy cày để mà chở đồ đạc của mọi người vào ở trong đây để mà sắp xếp rồi chuẩn bị làm cái chương trình cho nguyên ngày hôm nay và tối ngày hôm nay luôn. Rồi bây giờ cùng mình đi vào đây để mà xem nha. Thì về cơ bản là tất cả như mì tôm, gạo, rồi những cái phần quà, rồi tập sách vở này kia là đã xong xuôi hết rồi. Nói chung là đâu đó gọn gàng rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ có làm cái chương trình thôi. Đấy, kính vào quay rõ hơn. Chúng ta bên đây là gạo nè. Đó, gạo, rồi sách vở, quần áo cũng như là các cái quà tặng cho các bé. Rồi ở đây là dầu ăn nè, đó, tập sách nè, rồi tất cả những cái dụng cụ là đều ở tập kết ở đây. Ở bên địa phương sẽ bố trí cái khu vực mà để cho đoàn của chúng mình nghỉ ngơi cũng như là sinh hoạt vào ngày hôm nay, tối nay và sáng ngày mai. Thì cái khu vực này khá là rộng luôn để cho đoàn ngủ nghỉ nè. Thì nơi đây là các bạn sẽ tập kết tất cả những dụng cụ, đồ đạc cá nhân, quần áo cũng như là tư trang đều để ở đây. Rồi bên mình thì cũng có chuẩn bị lều nè, rồi túi ngủ đồ này kia, các cái tấm bạc để mà để đây cho các cái thành viên tối nay ngủ. Tại vì các bạn biết rồi, cái khu vực này là vùng cao của tỉnh Lâm Đồng, ở đây là giáp ranh với Đắk Lắk cũng như là Đắk Nông. Nguyên cái khu vực miền núi này thì nhiệt độ xuống khá là thấp, rất là lạnh. Bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ làm cái chương trình chơi trò chơi cho các bé, sẽ diễn ra các cái trò chơi.
để mà tặng các phần quà cho các bé, tại vì đến quá là trễ cho nên chúng mình sẽ tranh thủ để mà chơi thật nhanh cho các bé về còn nghỉ trưa rồi ăn cơm trưa này kia nữa, để chiều nay chúng ta còn phát quà cho các bé làm chương trình trung thu và phát quà cho bà con. Một con vịt hai ba, con vịt sẽ ra hai trái cây. Mở cái trái cây cho hồ. Tụi con chắc có vẻ là mệt rồi đúng không? Bây giờ chúng ta lui ra sau một tí đi. Bây giờ đói bụng rồi, đem quà ra. Tất cả ban tổ chức đem quà ra phát cho các bé này. Thì tất cả tụi con này, tụi con nghe chú này. Tất cả mọi người ngồi xuống. Ngồi xuống này. Rồi, chúng ta giữ im lặng đi. Giữ im lặng nha. Bạn nào mà khó kể là không có quà đâu. Ngồi xuống. Tất cả ngồi xuống. Ai cũng có quà hết á. Ngồi xuống. Ngồi xuống selfie một tấm ốc Facebook này. Đấy. Rồi ngồi xuống. Rồi trò chơi thứ nhất thì bây giờ chơi hay sẽ có quà. Ai cũng có quà hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta chơi giỏi, chơi hay sẽ có được những phần quà bự, không? Có nghĩa là bình thường thì chú sẽ phát những phần quà như thế này thôi. Còn ví dụ như chơi thắng chú phát phần quà bự. Đấy. Phần quà bự thì sẽ ưu tiên cho những người nào mà chơi giỏi. Chú cần hai đội. Thảo ơi, hai đội như thế nào? Ừ. Bên phải quay nè, quay về bên kia. Rồi, bạn xuống bóc cho mình một đội đi. Bóc một đội. Rồi em xuống, em bóc một đội luôn, em bóc một đội. 10 đứa. 10 đứa luôn. 10 người. Rồi chú sẽ chọn 10 bạn thuộc về đội chú. Tốt, lên, em xanh. Một đội 5 người, để tính toán cho thông tin. 5 người hả? Rồi 5 người. Con lên. Lên con. Con áo đỏ lên luôn. Con khăn vàng đỏ lên con. Lên cái pha. Các bạn lên. Đây. Đây, con. Tới đây. Đội chú nè. Nắm áo vô. Đội của chú mà. Con bự nhất lên đây, đội chú. Nắm áo chú vô. Để biết mình là đội chung đội với nhau, đủ chưa? Mới ba người thôi. Mới ba người à. Còn một người nữa, hai. Mình còn hai người nữa. Con lên, con em trắng đó, lên con, vô đội của mình. Con. Rồi. Còn một người nữa. Con lên, đó con lên. Rồi. Con lên. Rồi bây giờ này, mấy đội kia mà không có người là phạt nha, loại ra hết khỏi cuộc chơi. Rồi. Rồi. Bây giờ này, đội của chú này đâu? Chú này. Rồi. 5 hay 8 hay 10 á? Chú chờ. Chú chờ xếp một hàng như đẹp không? 5 người. Bên này toàn nam. 2 3 4 5. Rồi, đội của anh em Hồ Khôi đâu? Vô. Một đứa nữa, một em nữa. Bốn đội, đội của em đâu? Vô đi. Vô đây. Xếp vô con, xếp vô con. Xếp vô. Một hàng dọc á. Dọc á, hàng dọc á. Hai. Con qua đội đây. Đây. Rồi. Một hàng dọc. Nắm áo chú vô nè, cái áo đẹp. Nắm cái áo chú vô nè con. Vô. Rồi. Bước qua đây. Cầm lên. Cố gắng lên nha. Rồi tụi con ơi, cho một tràng pháo tay đi nào. Cho một tràng pháo tay đi tụi con ơi. Một tràng pháo tay. Anh lên. Cho một tràng pháo tay đi. Đề nghị ông kính quay lại những cái cổ động viên của chúng ta rất là nhiệt tình. Vô tay mạnh phát nữa nào. Vô tay mạnh một phát nữa nào. Rồi. Anh đúng huấn luyện viên bên kia đây. Rồi chuẩn bị và kéo nha. Rồi bây giờ chúng ta đã có huấn luyện viên của hai đội. Tôi phổ biến như sau. Sau khi mà tôi đếm 1, 2, 3 kéo thì hai đội phải kéo nha. Rồi bây giờ cột dây vô đi. Thì mấy anh cứ gạch đi. Còn tôi thì tôi là trọng tài, tôi quyết định, tôi ăn hối lộ rồi. Nghĩa là nhớ nhận quà chia cho chú với. Cổ vũ lên nè mấy bạn. Cổ vũ lên cho mấy bạn này kéo nè. Rồi. Chú đếm 1, 2, 3 hô kéo là tụi con kéo nha. Chuẩn bị tinh thần chưa? Rồi. Cổ tay mạnh lên. Camera đâu?
quay phim đâu, chụp hình đâu. Rồi, ban tổ chức chuẩn bị quà chưa? Rồi, bây giờ này, chuẩn bị này. Rồi. Cầm đi con. 1, 2, 3 Kéo. Cố lên. Bất phân thắng bại. Nữa con. Rồi, dừng. Chúng ta đã tìm ra đội chiến thắng. Khi mà về đây thì đoàn của tụi chú đem rất là nhiều những cái phần quà về cho tụi con. Rồi, tụi con đã sẵn sàng chưa? Cổ động viên đã sẵn sàng chưa? Rồi. Sau khi mà kết thúc vòng chơi của tụi con á thì đề nghị tất cả các tình nguyện viên ra kéo một lần. Rồi. Ơi, nói nè. Ơi, sữa chua là một lượt bao nhiêu người? 5 cặp. 5 cặp một à 5 cặp hả? Là 10 đứa. Sau sau lượt trận này thì chúng ta sẽ đến cái trò gọi là đúc sữa chua. Đây là một cái trò gọi là cực kỳ hấp dẫn luôn, mà chú đi tới đâu là được gọi là ủng hộ tới đó nha. Sẽ chọn có 5 cặp 10 bạn lên chơi trò chơi đúc sữa chua. 5 bạn nữ. Rồi. Tụi con này, đứng ngay đây chú đây. Rồi, tụi con xếp hàng vô một hàng ngang của chú này, 4 bạn nữ. Tụi con 5 nam 5 nữ, xếp một hàng đi con. Vô xếp một hàng ngang này. Hàng ngang này con, vô hàng ngang này. Vô một hàng ngang. Rồi, alo, chúng ta sẽ chơi trò chơi ăn sữa chua. Ok, lấy khăn quàng cột lại luôn, mọi đồ chơi chị buồn một cái khăn quàng. Đây, các bạn mở khăn quàng ra để mình cắt luôn. Bây giờ chú chị mở ra là bịt mắt của các con lại nha. Đây. Đây khăn quàng còn đâu? Bịt lại đi, mọi người hỗ trợ mình bịt đi. Thấy không? Lì lên đi. Rồi, xét vô con, xét vô. Phát muỗng nào. Xét vô. Nghe chú hô này nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Đâu, đúc. Đúc cho người ta chứ không đúc cho mình á. Đúc cho đằng trước, đúc cho đằng trước. Đúng rồi. Lì lên, đúc đi. Nhỏ quá. Nói nè. Nhanh lên. Nhanh lên tụi con ơi. Ní ra cho trọng tài này, đội nào thắng. Lì lên. Lì lên, đâu. Lì lên.
gần rồi, cố lên. Chét vô con, chét vô. Chuẩn bị khăn giấy, đội ban tổ chức chuẩn bị khăn giấy nha. Hay quá con ơi. Còn giải ở đó, chắc chắn luôn rồi đó. Chụp hút tranh thủ đi. Rồi, hết rồi, rồi. Rồi, mời chụp này ra. Rồi, thắng rồi. Rồi, vẫn đút bình thường, vẫn cò, vẫn đút. Còn đút đi. Hết luôn rồi, đợi đi, hết luôn rồi, Trung ơi. Hết luôn, bị đây hết rồi. Rồi, ra. Ơi, lấy khăn giấy, ra lấy khăn giấy. Ngồi xuống, tụi con ngồi xuống. Lại đây ngồi, chú kêu 10 người nữa để chơi tiếp. Lại đây. 10 người chơi tiếp đây, đằng đây nè. Lại 10 người. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ở đây còn mấy hũ chua chua? À, 4 5 6 7 hũ chua chua cho 7 cặp luôn. Ngồi xuống. Con lên đây rồi đó, đứng đây con lên luôn đó, đứng đây rồi, hai đứa luôn đứng sát vô, 7 đứa. Rồi đây, đây vừa cho nó cầm lòng luôn đi. Đây chú sẽ phát hũ chua chua cho con cầm đi. Cam. Hai tụi con. Cam. Mỗi bé thì sẽ có một cái phiếu. Phiếu này. Phiếu để nhận quà. Đấy. Thì ngoài ra những cái bé nào mà không có phiếu á thì sẽ được phát kẹo hoặc là bánh. Đúng rồi. Đưa cho chị kiểm nha. Chú thu phiếu nha, chú thu phiếu cho phát quà. Này mình phải xem dùng đó. Đây là cái khu vực mà phát trà sữa cho các bé. Thì trong đoàn có chuẩn bị các loại trà sữa trân châu để cho các bé uống giải khát trong những cái lúc mà chơi trò chơi hay phát quà mệt. Đấy. Ai uống thì vào lấy nha. Vào lấy lè lè lên nào. Rồi, trà sữa thơm ngon. Trà sữa đi. Thơm ngon. Mời bạn ăn nha. Rồi.
Thế là một ngày tuy rằng đến hơi muộn nhưng mà cũng thực hiện xong cái chương trình trung thu cho các bé cũng như là phát quà cho bà con. Và chương trình thành công cực kỳ tốt đẹp luôn. Bà con rất là vui, các bé rất là mừng. Rất là nhiều những cái phần quà trao cho mọi người. Đấy, và đây là toàn cảnh cái buổi sân trường chiều ngày hôm nay. Toàn cảnh đây. Đây, xoay một vòng nha. Phía sau này là cái sân khấu. Còn đây là bàn bọt. Một siêu nhân gọi là siêu nhân khẩu trang. Cho nên lúc nào cũng đeo cái khẩu trang hết á. Không bao giờ dám tháo cái khẩu trang ra. Rồi sau khi mà làm xong cái chương trình rồi á, thì mọi người mới bắt đầu gọi là dọn dẹp vệ sinh. Rồi gom rác đồ này kia. Để chúng ta tối nay tiếp tục gọi là cái chương trình gọi là giao lưu văn nghệ đốt lửa trại. Rồi bây giờ là chuẩn bị đi tham quan vườn trái cây. Đấy, hành trình còn rất là dài, còn ngày mai nữa. Mọi người cố gắng đón xem hết clip nha. Mỗi cái chương trình mà làm với bà con vùng cao, vùng xa, vùng khó khăn á, thì rất là ý nghĩa và tuyệt vời. Tuy rằng là những cái phần quà nó cũng không có giá trị nhiều về tiền bạc, nhưng mà đâu đó cũng góp phần tạo cái niềm vui cho bà con qua những cái gạo nè, rồi bánh trái nè, rồi những chai dầu ăn nè, rồi những chai ớt tương này kia. Những phần quà tuy rằng rất là nhỏ bé nhưng mà mang một cái ý nghĩa tinh thần rất là lớn. Bên cạnh đó thì mỗi cái mùa trung thu trôi qua như thế này nè các bạn, thì qua cái clip từ đầu đến giờ thì các bạn biết rồi, những cái phân trường, những cái trường học ở trong này thì nằm rất là xa, cách xa khu trung tâm và khu dân cư, nên là việc mà đi lại học hành sinh hoạt của các bé rất là khó khăn, cũng như là giáo viên ở đây họ rất là khó khăn trong cái việc mà di chuyển. Đấy, đừng có nói chi là những cái phần quà bánh kẹo như là nhà trường, những cái lồng đèn, bánh kẹo thì các bé ở trong này rất là hạn chế, gọi là nó không có được có nhiều như là các trẻ em ở vùng mà thành phố. Nên là các cái tình nguyện viên cũng như là các bạn trẻ khi mà hiểu được điều đó thì luôn luôn làm tất cả để mà đưa những cái phần quà, những cái bánh kẹo, những cái lồng đèn về với các bé, các em nhỏ ở những cái vùng xa, những cái vùng mà khó khăn thực sự như thế này, để chúng ta góp phần tạo một cái niềm vui cho các bé, cho các cháu, để mỗi cái mùa trung thu đi qua thì nó sẽ thêm cái phần tuyệt vời hơn nữa. Thì đây chúng ta cùng dạ. Đây, chúng ta đang đến với toàn cảnh của hậu cần ngày hôm nay. Đây là cái một trong những cái đội gọi là xuất sắc nhất chương trình, chỉ có biết ăn và chơi thôi. Trong đội thì trong đội hình clip thì bây giờ họ đang chơi gục gình, một cái trò chơi mà phải nói là rất là đặc biệt và được tôi quay lại. Tôi sẽ đề xuất lên trưởng đoàn là cấp gọi là giấy chứng nhận bằng khen cho các cái tình nguyện viên này. Đấy. Bên cạnh đó thì tôi cũng nhận thấy được rằng là trong cái đợt này là có một thanh niên, gọi là thanh niên này rất là xông xáo, rất là nhiệt tình, rất là hào hứng trong cái việc gọi là chơi với trẻ em, chơi với trẻ nhỏ, mà gọi đó gọi là làm của việc mình thì ít mà việc của người thì nhiều. Đấy. Ngày hôm nay thì mình bắt gặp rất là nhiều những cái thành viên mới. Đây là một cái thành viên cũ tham gia từ trước rồi ha. Thì chúng ta rất là quen thuộc với bạn ấy rồi. Qua ống kính thì chúng ta sẽ thấy được, sẽ biết được là những cái bạn, những cái tình nguyện viên, những cái bạn mà đi trong chương trình này thì đều có một cái đam mê, có một cái nhiệt huyết cũng giống như chị này nè. Đã, chị này năm nay mới có 30 tuổi thôi. Con nó đây con, đừng nấu con giúp con đây, con trai đây, đó. Ngon, tiệt không? Đó, con trai đây. Nhớ về trai em nha. Nãy giờ nó chưa
Đây là toàn cảnh cái phân trường. Toàn cảnh cái phân trường chiều ngày hôm nay. Làm chương trình này thì vui không tụi con? Tụi con vui không? Tụi con vui không? Đấy, các bạn đang xem toàn cảnh cái phân trường của chúng ta đó. Đây là cái phân trường mà hàng ngày các bé và các em cũng như là các cháu đi học vào cái phân trường cụm trường. Vâng, thì nguyên cả một ngày làm chương trình rất là cực thì sẽ có rất là nhiều rác cũng như là bịch bóng cũng như là các bé sinh hoạt ăn uống, rồi chúng ta bỏ những cái chai nước ra như thế này thì cuối buổi rồi thì các tình nguyện viên họ sẽ gom lại cho nó sạch sẽ, trả lại cái hiện trường ban đầu sạch sẽ để tối nay chúng ta còn đốt lửa trại rồi giao lơ với bà con làm trung thu chiều ngày hôm nay nữa. Sao Trung? Tối nay trung thu hả? Trung thu mà sao mình không được cái bánh nào hết ta? Sao thấy sao? Thấy sao? Mệt không? Đuối không? Vui không? Họ không thèm trả lời luôn. Có nghĩa là qua những câu hỏi trên thì chứng minh được rằng bạn này tai có vấn đề. Chút, còn nó chút rồi. Nó đá không được ai đó mà bày đặt chút. Chân người có 1m2 mà chút, người có 1m5 mà. Mình chút, không biết chút bằng ai nữa. Một lần nữa thì chúng ta sẽ quay toàn cảnh cái khu vực chiều ngày hôm nay. Bye bye tụi con nha, bye tụi con, bye bye chào các coi. Tạm biệt với bà con, tạm biệt với mấy bé, mấy cháu, tạm biệt với cái phân trường thân yêu và những nơi mà mình đã đi qua. Đây là trường tiểu học Đạ Rồi Soi, phân trường Đạ Mờ Bô. Đi qua. Đừng có đi theo nha, ở đó đi. Ngồi vậy để cho nó khỏi dính. Cho cái giò lại để nó qua khỏi cái lúc mà dính chân. Về đi tụi con. Về đi, bye bye. Về đi, bye bye nha, bye bye nha. Bye. Về đi, chào tụi con. Những cái chương trình như thế này thì đa phần là tập hợp những cái bạn trẻ gọi là có một cái nhiệt huyết và một cái sự đam mê. Khi mà làm ở những cái vùng đất khó khăn như thế này á thì bà con hay hỏi là tụi tôi quê ở đâu, thì mình hay trả lời rằng là tất cả những cái bạn mà tham gia chương trình tình nguyện viên thì họ đến từ rất là nhiều nơi ở đất nước, có thể là bạn ở thành phố, bạn ở tỉnh, bạn ở trung tâm hay là bạn cũng thuộc những cái vùng quê nghèo khác. Nhưng mà khi mà chúng tôi quyên góp ở những cái chương trình này á thì sẽ phát động chương trình rất là rộng rãi qua những cái kênh, những cái đài, những cái mạng xã hội như là Facebook, Zalo và từ những người thân, người quen. Thì chương trình khi mà làm á thì tất cả mọi người đều đồng lòng, và đó là những cái tấm lòng của các bạn trẻ, của Mạnh Thường Quân, của những cái người mà làm nên cái chương trình này. Ai cũng mong muốn cái chương trình thành công tốt đẹp. Mặc dù qua mỗi cái chương trình á thì phần nào tạo cái niềm vui cho bà con cũng như các bé thôi, chứ chưa có thể nào mà đẩy lùi khó khăn, chưa có thể nào mà xóa đói giảm nghèo như những cái câu khẩu hiệu của chúng ta. Nhưng mà thật sự mà nói thì qua mỗi cái chương trình
nó nhỏ nhỏ như thế này, nhỏ bé như thế này thì nó sẽ góp tiểu thành đại để cho quê hương đất nước của chúng ta nó càng ngày càng giàu mạnh, và mỗi cái nơi mà bọn mình đi qua thì mình tin rằng thì đâu đó qua những cái clip, những hình ảnh như thế này thì nhà nước sẽ quan tâm nhiều hơn, và được những cái mạnh thường quân cũng như là những cái nơi khác họ quan tâm nhiều hơn để nó cân bằng cái cuộc sống trong xã hội giữa những cái nơi trung tâm và những cái nơi mà khó khăn như thế này. Thì mình tin rằng một mai này đất nước mình sẽ giàu đẹp hơn, giảm bớt đi cái khó khăn cho bà con những cái vùng xa, vùng cao như thế này. Qua clip thì các bạn đã thấy đó, đường đi vào trong buôn, trong làng, trong thôn, trong cái nơi mà chúng tôi làm chương trình đó thì đường rất là khó khăn. Cách đây 3-4 năm trước và nhiều năm trước thì nghe bà con nói là để mà đi vào trong này thì phải loại sình lầy lên tới đầu gối gì đó. Và khi đó thì nhà nước chưa làm, cho nên là bọn trẻ, các em, các cháu đi học rất là khó khăn. Mỗi ngày đi đến trường là một ngày vất vả. Kể cả giáo viên khi mà đến đây dạy học thì người ta cũng ở đây cả tuần hay là một tháng như thế thì người ta mới ra một lần. Và trong 2-3 năm trở lại đây thì nhà nước đã làm đường gần tới cái phân trường mình làm chương trình rồi. Và cái đoạn đây thì nhà nước vẫn đang tiếp tục để mà làm tới tận sâu bên trong, để góp một phần nào đó vào cái việc mà di chuyển của các bé cũng như người dân ở đây cho nó được thuận tiện hơn.